đọc hết một bộ nên không cho phép con một ngày đọc hết một bộ, nên ngày đầu tiên con chỉ đọc tụng được quyển thượng và hai ngày đọc quyển trung và quyển hạ. Nhưng hai ngày con thay hai lần nước trong một bộ kinh, như vậy có đúng không hay là con phải tụng hết một bộ thì mới được thay nước? Xin Thầy cho con được biết. Cái này thì nó không quan trọng, không nhất định. Nhưng mà như tôi nói, Thầy nói hôm qua mà, nếu chúng ta muốn cầu một cái điều gì đó đặc biệt thì chúng ta phải gì ạ? Phải dành một cái khóa tu đặc biệt. Ngày hôm nay quyển thượng, ngày mai quyển trung, ngày kia quyển hạ, hai ngày mới thay nước một lần. Rồi trong tâm thì còn gì ạ? Còn cò kẻ thêm một bớt hai. Thế không chỉ hai pháp hội, ba pháp hội mà gì 10 pháp hội chưa chắc đã được. Người ta phải gì? Phải nhất tâm là sao? Tín thọ phụng hành. Hôm qua Thầy dạy là sao? 21 ngày nhất tâm ăn chay trường. Đấy, Thầy nhớ nhé. Nhất tâm ăn chay trường, tụng kinh Địa Tạng. Và gì? Phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, làm các việc thiện để kết hợp nữa, sám hối nghiệp chướng của mình nữa. Và một điều đặc biệt gì? Phải ăn chay trường 21 ngày đó, và vợ chồng phải cách gì? Cách ly, phải ngủ gì? Khác phòng hoặc khác gì? Khác giường. Nếu chung phòng thì cũng phải khác giường. Không được chung giường. Chung giường rất nguy hiểm. Tốt nhất là gì? Khác phòng lại. Con dâu đến ngủ với gì? Với mẹ chồng. Và chồng đi gì? Ngủ với bố chồng là tốt nhất. À, ngủ với gì? Bố mình là tốt nhất. Con dâu thì ngủ với mẹ chồng, còn mình thì ngủ với bố. Đấy, bố quản cho thì 21 ngày đó để nhất tâm ăn chay trường tụng kinh niệm Phật. Thôi nói trêu vậy một chút vậy. Nói chung là gì? Chúng ta phải giữ gìn cái sự trai giới. Đấy, phải giữ gìn sự trai giới cho... Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.